Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Thì tiếp tục đến với chỗ anh chàng chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn đủ loại giống mai cho mình chơi Tết có ha. Ghép tứ quý có, để bàn để phòng khách đầy đủ form size hết nha cô chú anh chị nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ anh chàng ủng hộ kênh ha. Rồi em vô clip nha. Dạ em xin chào anh chàng ơi. Rồi, anh chào nghiệp ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Đó, em về lô mai hàng bonsai các bạn anh chị. Đó, với mấy cái bút tăng vào mùa ha. Rồi cúc bi, cúc bi cúc từ lâu. Ghép tứ quý ha anh chị. Dạ. Hoa hồng thanh tú ghép tứ quý luôn. Rồi, cái mong chú cho nước hộ ha. Rồi số điện thoại cũng là số cũ anh chị, 0932999393. Không bỏ số ha anh chị. Dạ. Rồi không bỏ số. Chỉ bỏ người yêu thôi. Số 26. Chung thủy với vợ. Rồi, mã số 26, mã số đầu tiên clip. Rồi, cây đầu tiên clip một cây siêu bông Sài Gòn. Cây này của chú chị mình chơi Tết để bàn được ha. À. Cây này quái để quái anh chị, để nằm dài luôn ha nè. Xem ha. Để nằm dài tại đây luôn. Quái quái ha anh chị. Để ba bo nha cô chú nha. Tàn ấm. Siêu bông Sài Gòn. Hoành 16. Chiều cao 43. Tàn ngang 50. Rồi. Mã số 26 siêu bông Sài Gòn là xin giao lưu cho mình là 700. Dạ, 700k siêu bông Sài Gòn nha cô chú. 27. 27 siêu bông Sài Gòn luôn. Dạ, 27 ghép ba bo luôn nha cô chú vậy siêu bông Sài Gòn. Giống này nó để nhánh gì lắm nha. Cái này ghép ba bo luôn nha anh chị. Cái này tàn ấm ha anh chị. À, để đẹp luôn như cô chú anh chị nha. Đó, như con cóc đang ngồi luôn ha. Hôm nay vừa có 3 cây anh chị. 17 hoành. Cao 55. Ngang 58. Rồi mã số 27 cây giả siêu bông Sài Gòn là xin Zalo với cô chú anh chị mình là 750. Dạ, 750 siêu bông Sài Gòn. 28. Cũng là giả siêu bông luôn. Rồi, tiếp tục cây tiếp theo mã số 28 siêu bông Sài Gòn. Teo. Teo tới teo teo. Mã số 28 giảo siêu bông Sài Gòn, ghép hai bo anh chị. Ồ. Này. Chưa? Để cũ nè cô chú anh chị nha. Cũ đẹp anh chị. À. Dây thật không? Rồi, theo chủ tròn do nha cô chú cũ đẹp ha. Rồi, cũ này đặt cứng luôn, 28. Quanh 15. Không có mài hả? Cao 50. Ngang 56. Rồi mã số 28 cái giá siêu bông Sài Gòn này xin Zalo 800 về. Dạ, 800k siêu bông Sài Gòn. Không có uy tín mà. Sáng giờ thấy tư à. 26, 27, 28, 29 luôn nha cô chú anh chị. Giảo Đa Phúc, lý là điện đi, hỏi đi đám đâu vậy? Giảo Đa Phúc nha cô chú anh chị nha. Cây ghép được nhiều bo ha. 2 4 6 9 bo nha cô chú anh chị. Bà lão có nằm ở dưới viện á. Ông. Cây này giả Đa Phúc này bông nó ok lắm anh chị, đẹp lắm anh chị. Nói chung là ở giống này thì có nhiều cô chú chị hỏi lắm ha. Đa Phúc này bông đẹp anh chị. Có bông rồi rất là thích nha cô chú chị, bông trùm bông đẹp 7 9 12 cánh ha. Rồi, thông sớm rồi. Nhưng mà bông to lắm, em thấy bông nó to. Cái này là bông này lúc mà mình làm bông anh chị, đẹp lắm ha. Hoành 21. Cao 66. Ngang 64. Rồi mã số 29 cây giảo Đa Phúc này xin Zalo với cô chú chị mình là 850 ha. Dạ, 850 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 329 cây đại lộc. 30. Mã số 30 cây đại lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc vào mùa để bàn cô chú anh chị ơi. 30. À. Mã số 30 nha cô chú. Bay luôn mà tay mã số 30. Cây mai đại lộc với ghép 4 bo nha anh chị. Quay xong rồi đi rồi. Ở cây này lá đậm đen anh chị, mình xem nữa ha anh chị. Đậm đen ha. Rồi, thông số luôn. Hoành 18. Cao 52. Ngang 43. 30 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000. Rồi, 550k mã số 30. 31. 31. Đại lộc luôn. Dạ, mai đại lộc như cô chú anh chị, mã số 31.
một cây để bàn. Ok, ghép ba bo già mùa nha anh chị. Ở đây lọc nhìn anh chị xem ra lá lọc ha, lá non ha. Bo ghép già nè cô chú anh chị, quá chuyện cái bo lớn nha cô chú. Đây lọc này cô chú anh chị mình rút kinh nghiệm anh chị, đừng có đôn tàn sát quá nha anh chị. Đông vừa thôi. Đông vừa thôi, đông sát quá là nó ra nuôi nó lâu lắm chị. Dạ, nuôi lâu nha cô chú. Quanh 16. Chiều cao 57. Tàn ngang 58. Mã số 31 là xin giao luôn chị mình 600. Rồi 600k mã số 31. 32. 32. Tôi khiêng mai rồi tiếp trời. Không hay không phải không khi nào khiêng mai ra chứ. Ê. Mình muốn chết luôn chứ. Trời ơi, mình chết luôn kìa. Mình thấy dụ như mình thấy là mình lo ra là vừa rồi thầy. Nghe nó chì thịt cái tôi quên không nổi. Có mời không? 32, dạo đạo phúc luôn nha anh chị. Bên này có sự xuất hiện của anh Tèo Téo Téo nha anh chị. Tèo Téo 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 Téo. Anh Liêu ảnh cái đó. Che mặt ra, che mặt ra, che mặt ra. Lâu lắm rồi ha. Thôi đi dặn rồi. Quanh 18. Má chữ cao 63. Ngang 67. Mã số 32 xin giao luôn chị mình 850.000. Rồi 850k. Giỡn rồi giải quà đi. Để hỏi giải quà đi. Tụi mình 33. Rồi giỡn đa phúc luôn cô chú chị ơi. Hôm nay giỡn đa phúc được mấy cây hả cô chú anh chị nha? Hôm nay được 3 cây anh chị. Mà cây nào cây nấy ghép nhiều bo không à? Cô chú chị hàng này mình chơi Tết được nha cô chú nha. Mấy cái này về cô chú chị mình bấm tàn anh chị, bấm tàn vô mà lấy bo. Chị bấm tới đây nè. Đó. Bấm tới đây lấy bo được anh chị. Đó, bấm vô lấy bo cái xong vài bữa nó ra mình đun rồi mình chặn độc rồi mình làm bông anh chị. Ok. Quanh thân 17. Chiều cao 70. Tàn ngang 63. Rồi mã số 33 xin giao lưu 800 chị ơi. Dạ 800k mã số 33. 34. Đó, để lên rồi luôn. Đại lộc thì đỉnh. Rồi đại lộc đế quái của chú anh chị ơi rất là già. Dạ đấy tiếp. Cây mai đại lộc cái này có cây tử nha anh chị. Mẹ một con ha. Anh ốc ơi, giờ lẻ ốc ơi. Quá trời đây cực khổ lắm ơi. Đế đẹp đó nha cô chú anh chị, cái này đế 34, đế nôm. Không có mài, không có đẹp. Đại lộc. Rồi. Cái này cái đế nó xù nha anh chị, xù cám nha anh chị, nên anh chị xem nha. Cái khúc này nó xù dữ lắm anh chị. Ồ. Đế nôm mà xù cám anh chị. 34. Tổng quanh đế này là 70. Đây quanh nè. Quanh tổng. 22. Quanh tháng 9. 15. Chiều cao 50. Tàn ngang 51. 34 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750. Dạ 750 đã lọc mã số 31. 34. 34. Rồi 35. 35. Cúc bi tiên sinh. Cúc bi. Rồi tiếp tục mã số 35. 35. Cúc bi tiên sinh. Cúc bi tiên sinh. Cái lô cúc bi này em được khoảng có 7-8 cây anh chị. Nhưng mà là ghép ghép nó ra mướt gượt anh chị. Đó, cây rất là tốt ha. Phôi vườn không anh chị. Đó, cây rất là đẹp. Cúc bi tiên sinh nha cô chú anh chị. À. Quanh 21. Cao 83. Tàn ngang là 60. Rồi cây 35 cây cúc bi tiên sinh này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị ơi, cúc bi tiên sinh mã số 35. 36 cúc bi luôn. Vậy. Mày coi, coi hết chưa? 36. Đang chặn vô coi phim hết chưa? Vô coi hơi gì đi, họ câu đi. Vậy gì đi, họ coi. Rồi mới 6 rưỡi có mặt ha. Cúc bi tiên sinh anh chị. 6 rưỡi có mặt ha. Rồi. Ừ. Vậy nghe. Rồi. Muốn đi xe gì cũng đi. Đi máy bay cũng được. Quanh thân là 22. Chiều cao là 45. Tàn ngang là 52. Cúc bi mã số 36 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900.000. Dạ, 900k 36. 37. 37 cúc bi luôn anh chị ơi.
Cúpi mã số 37. Dán trực anh chị. Cái này em ghép coi 1 bo, 2 bo, 4 bo, 6 bo, 7 bo, 8 bo anh chị ơi. Cô chú chị nào mình chưa có giống cúc bi đó, mình mua về cây mình làm giống anh chị. Cúc bi thì bao rất là đẹp nha anh chị ơi. Hoành 22, chiều cao 68, tàn ngang 45. Rồi mã số 37 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900. Dạ 900k nha cô chú anh chị mình nha. Rồi cây cúc bi 37, 38 cũng là cây cúc bi. Cây này đế nở tàn đẹp nha cô chú anh chị. Tàn ấm anh chị. Đế nở tàn đẹp, cái này mình chơi tết được. Ok con dê về cô chú chị mình vô dây bẻ qua bẻ lại luôn ha. Cô chú chị bẻ lên bẻ xuống ha, bẻ trái bẻ phải luôn ha. Rồi cái này đế nở nha anh chị, cái này anh chị xem cái này đế đẹp ha, thân đẹp tàn đẹp luôn. Cái này về tết chơi bẻ bàn ok anh chị. Rồi cái này hoành là 26 anh chị, chiều cao 76, tàn ngang là 66. Rồi mã số 38 em xin giao luôn chị mình là 1.100.000. Rồi 1.100.000. Mã số 38, mã số thổ địa 39, mã số thần tài là cây cúc bi luôn nha cô chú anh chị. Cúc bi mã số 39. Rồi cây này dán trực anh chị. Cái này cái da để lột chứ không có gì anh chị, nó thay da anh chị. Bao sống anh chị mình ha, bảo đảm chơi thoải mái thời gian thôi. Hoành 24, chiều cao 69, tàn ngang 59, mã số 39 xin giao lưu với cô chú mình là 950.000. Rồi 950k mã số 39 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 40. 40 rồi cây cúc bi luôn nha cô chú anh chị. Cúc bi tiên sinh anh chị ơi, 40. Ở cây này ghép nhiều bo anh chị, 2 bo, 4 bo, 6 bo, 8 bo nha anh chị. Hoành dưới này là 22, chiều cao 69, tàn ngang 56. Ồ, cái này chị mình lấy bo nhiều nha anh chị. Cái này về lấy khoảng trên 20 bo ha, 20-30 bo ha anh chị. Rồi mã số 40, cúc bi tiên sinh này xin giao luôn chị mình là 900. Rồi 900k, mã số 40, 41, cúc bi luôn. Cúc bi tiên sinh, dán siêu lùng lực 41 nha cô chú anh chị. Số 41. 41. Hoành là 25. Chiều cao là 59. Tàn ngang là 55. Mã số 41 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950.000. Rồi, 950k. Cúc bi anh chị. 41. 42. Thì giúp nha cô chú anh chị. À, cúc thở hương ghép tứ quý đế đẹp cô chú anh chị, đế nồi ha, tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Chậu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Bao ship tặng chậu cây cúc thở hương ghép tứ quý này nha cô chú. Nó bị mẻ miếng chứ anh chị. Nó gì làm rồi? Trở về nó bị cắn bị mẻ, nó về mình đắp miếng xi măng lên hả chị? Mã số 42 tứ quý ghép thở hương nha anh chị ơi. Ồ, cây đế nở cũ đẹp luôn hả chị. Nụ anh chị xem nụ nè. Vậy cô chú anh chị có thể lặt nụ bỏ ha. Rồi mình thích thì mình để mình chơi luôn nha cô chú anh chị. Nếu mình sợ thì mình lặt bỏ. Tết ra bông mới nhưng mà giờ chơi nó có tết ra tiếp nha cô chú. Rồi, củ đế đặt này là 71 dê. Hoành thân là 32. Rồi, hoành 32. Ông về cua luôn này cô chú. Chiều cao 106. Tán ngang là 87. Rồi, 42 khúc cầu hương cái khúc túi quý này em xin giao lưu với cô chú chị mình là 4.900.000 ha. 4.900k một cây cúc thợ hương ghép tứ quý về chơi tết nha cô chú anh chị. Quả cho xá vòi anh chị. Cái nồi đế nè ha. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo, mã số 43. 43 cúc hoa hồng ghép tứ quý nha cô chú anh chị. Hoa hồng thanh tú nha anh chị.
Hoa hồng thanh tú nhất tứ quý luôn. Một cây dáng siêu siêu cái đế cũ nha cô chú anh chị nha. Đó, củ đế này ha. Rồi, cây đã cho nu đùi ếch nha cô chú anh chị. Cây ghép ba bo già mùa hả anh chị? Này về anh chị mình lấy bo nhiều lắm nha. 50-60 bo là bình thường. Rồi, thông sớ luôn nha. Này có củ đế nè chị. Rồi, củ đặc này là 46. Hoành là 22. Chiều cao 82. Tàn ngang 80. Rồi 1.600.000 mã số 43 dạ, chị. 1.600.000 mã số 43. Rồi mã số 44. 44. Cúc thợ hương ghép gốc tứ quý. Ừ. Một cây dáng gió lùa nha cô chú chị. Mày chút nóng gì? Chút nóng hả? Một cây dáng hơi bay nha cô chú anh chị, trực bay ha. Mà lắc luôn ha. Cây này rất là đáng chơi nha cô chú anh chị. Cũng rất là lạ dáng ha cô chú anh chị xem tổng thể giùm em cái nha. Tàn đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Đây anh chị ơi, tổng cái bệnh đến 80. Hoành thăng là 31 gì ơi. Đây đế nôm là 22. Chiều cao là 72. Chiều dài tàn bay là 96 anh chị. Ok quá đẹp như cô chú anh chị. Cái tàn ngang là 79. Ờ cây này khéo lắm anh chị ơi. Mà cây dáng trực bay. Rồi, cái này giao lưu nhiêu ní ơi? Rồi, cái này xin giao lưu với chị là 5 triệu rưỡi ha. 5 triệu rưỡi nha cô chú anh 44. Chị. À, tứ quý ghép cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Tiếp theo. Rồi, cây giảo Phú Tân nha cô chú anh chị, tàn thông ha. Quá sáng, tàn đi giờ nó tàn vậy. Nó tàn quá sáng đi anh chị. Cứng luôn ha. Cây giảo Phú Tân tàn thông nha cô chú anh chị nha. À. Cây này ghép 4 mùa nha anh chị. Tàn ấm nha cô chú anh chị. Đó, cái này là cái đun tàn sau Tết nhỏ ra lại nè cô chú anh chị ha. Đó. Bò ghép nha cô chú. Rồi, đế nằm luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 26. Chiều cao là 110 cm. Tàn ngang là 117. Rồi mã số 45 cây giảo Phú Tân này em xin giao lưu với cô chú chị mình là 4.300.000 hả chị? 4.300.000, một cây giảo Phú Tân tàn cực kỳ phê luôn nha cô chú anh chị ơi. Mâm dày cui nha cô chú anh chị. Bông nở một cái là phủ phê luôn ha. Nói chung là cái giảo Phú Tân này mà có chị mình mua về không giữ thì trả lại em ha, em đảm bảo cho anh chị ha. Nhìn tàn là thấy phê. Nhìn ngoài phê lắm chị ơi. Giờ đổi luôn. Phú Tân này khỏi chê. 10 cánh 12 cánh 14 cánh không. Rồi, à, đổi nè. Rồi. Ô mạnh dữ. Mã số 46. Rồi cái bo quá chừng cái bo khủng bố cái bo luôn nha cô chú chị, rất là già cây ha. 46 giảo Phú Tân luôn dạ. Nha anh chị. Cái tàn thông rất là đẹp nha cô chú anh chị. 46. Cái này cái phôi này nó xù nha anh chị. Xù khoảng 40% ha. Xù cám. Đây anh chị xem nè, đó, khoảng 40 thôi anh chị. Đó, cái nào xù hết em nó hết, nào ít thì nó ha. Cái khúc này nè anh chị. Mặt phía đây thì xù nhiều. Xem nè. Hết mặt lại luôn ha. Có tìm cái bo nha cô chú anh chị, khủng bố cái bo luôn. Cái nhất có hai bo mở tàn hết biết không chị. Rồi, thăm số luôn. Hoành là 28. Cao 110. Tàn ngang là 109. Đặc chủ của cái bo lên mà bự cả này nè cô chú anh chị, rất là cao ha. Rồi, mã số 46 của chỗ Phú Tân là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.800.000 ha. Dạ, 3.800.000 nha cô chú anh chị nha. Tàn quá sung quá đẹp luôn. Rồi đổi luôn. Phú Tân là gì anh chị mình là thấy dưới liệu. 40.
47. 47. Cũng tăng luôn anh chị ơi. Cho nên là chấp mấy cái cây mai giảo ghim luôn nha cô chú anh chị. Phú Tân mà ghép là rất là chuẩn bông nha cô chú anh chị nha. Phú Tân ghim nhiều khi nó còn bị lọt trọt mà không biết mà. Sao ha. Chứ Phú Tân mà ghép là bông cực kỳ phê, rất là chuẩn. Phú Tân này chơi bông chứ bông anh chị. Quá chừng cái lá tàn quá đỉnh luôn cái bo của nó. Cái độc chủ bo nó lên rất là lớn nha cô chú. Cái này ghép 1 bo, 2 bo, 3 bo, 4 bo hả anh chị? Ghép 4 bo. Trên lên da me luôn nha cô chú. Hoành là 26. Chiều cao 120. Tàn ngang là 122. Rồi mã số 47. Cái giỏ Phú Tân là xin giao lưu với cô chú chị mình là 4,5 triệu ha. Dạ, 4,5 triệu. Mã số 47 Phú Tân già mùa nha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp tục cây cúc Tư Long VIP cho cô chú anh chị, để cũ luôn ha. Mã số 48. À. Cây cúc Tư Long để cũ nha cô chú anh chị. Để cũ để nôm. Dạ. 48. Cái này tết chơi bông ok anh chị, già bo anh chị. Rồi, rồi không có dẫn gì không dẫn đây, tôi dẫn rồi, rồi. Chút hàng tôi luôn chỉnh. Đấy nè. Giật của anh chị. Cuộn cuộn cũ và cứ ngắt luôn nha cô chú anh chị. Dẫn do rồi. Dẫn chốt rồi. Dẫn chốt cái đùi, hồi lên chỉnh. Đem qua nhà luôn. Cũ để đặt này là 52 anh chị. Hoành thân là 26. Chiều cao là 130. Tàn ngang là 94. Đó, cây này xứng đáng chơi nha anh chị ơi. Dạ, cây cúc Tư Long già mùa nha cô chú. Ồ, cây này chơi là đáng đồng tiền bắt gạo luôn anh chị ơi. Chị xem ha, có mâm hết trơn ha. Này tết chơi là để cây này vô nhà là mọi người kính bích luôn anh chị ơi. Rồi, mã số 48 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 4,2 triệu. Dạ, 4,2 triệu, củ đế quá phê. Rồi, rồi. Mã số 48 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay anh chị ơi. Thì em cũng mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Ừ. Đó, thì bên em thì chương trình là bao ship tặng chậu chú anh chị mình ha anh chị. Đó, rồi clip rồi, chú anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, dạng sự nhí anh chị. Rồi dạ. Cô chú anh chị mình có yêu thích kênh á, cũng như mà yêu thích bên nhà vườn em á, chị mình bấm đăng ký kênh, bấm like ủng hộ em để đón nhận những video mới nhất bên em anh chị. Em xin kính chào, gặp lại anh chị ha. Rồi, em cảm ơn anh Trạng luôn, xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha cô chú anh chị.